Chào mừng các em học sinh lớp 2 đến với tiết học toán ngày hôm nay. Bài em giải bài toán tiết 1. Đầu tiên là phần khởi động. Cô mời các em cùng tham gia trò chơi hỏi nhanh đáp gọn. Cách chơi: cô đặt câu hỏi, các em trả lời theo mẫu, không cần nói cụ thể là bao nhiêu. Câu mẫu: hỏi cả hai tổ có bao nhiêu bạn? Câu trả lời là: số bạn cả hai tổ có là, hay cả hai tổ có số bạn là? Các em đã sẵn sàng chưa? Trò chơi bắt đầu. Câu 1: hỏi trên xe còn lại bao nhiêu bạn? Cô mời các em đọc câu trả lời. Những em nào có câu trả lời trên xe còn lại số bạn là, hay số bạn trên xe còn lại là câu trả lời đúng, cô có lời tuyên dương các em. Câu 2: hỏi bà ngoại nuôi bao nhiêu con gà mái? Câu trả lời của các em là: có nhiều cách trả lời. Em nào có câu trả lời bà ngoại nuôi số con gà mái là, hay số con gà mái bà ngoại nuôi là, đều là đúng cả. Câu 3: hỏi bạn gái nhiều hơn bạn trai mấy cái kẹo? Các em cùng trả lời nào. Những em nào có câu trả lời bạn gái nhiều hơn bạn trai số cái kẹo là, hay số cái kẹo bạn gái nhiều hơn bạn trai là, cô có lời khen ngợi các em. Qua trò chơi vừa rồi, các em đã nói được câu trả lời dựa vào câu hỏi bài toán rồi đấy. Bây giờ cô và các em cùng bước vào phần bài học và thực hành. Em giải bài toán. Em cần đạt các yêu cầu sau: làm quen với thuật ngữ bài toán, bước đầu nhận biết phương pháp 4 bước để giải bài toán có lời văn, vận dụng giải và trình bày bài giải. Cô mời các em quan sát bài toán. Đây là hình ảnh các bạn đang chơi lò cò. Lò cò là trò chơi dân gian mà các bạn nhỏ rất thích chơi đấy. Cô giới thiệu với các em, đây là bài toán. Cô mời các em cùng đọc thầm theo cô bài toán nhé. Có 4 bạn đang chơi lò cò, thêm 10 bạn nữa chạy tới cùng chơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn chơi lò cò? Cô hướng dẫn các em các bước giải bài toán. Có 4 bước. Bước 1, tìm hiểu bài toán. Bước 2, tìm cách giải bài toán. Bước 3, giải bài toán. Bước 4, kiểm tra lại. Cô mời các em đọc thầm lại 4 bước giải bài toán. Bây giờ, cô hướng dẫn các em từng bước trên bài toán. Bước 1, em tìm hiểu bài toán. Các em đọc thật kỹ bài toán để hiểu bài toán. Khi đọc, em luôn nghĩ tới bài toán hỏi gì, bài toán cho biết những gì liên quan đến câu hỏi bài toán. Cô ví dụ, bài toán cho biết gì về số bạn chơi, hỏi gì về số bạn chơi. Cô mời các em đọc thầm 3 lần bài toán.
Bây giờ các em lắng nghe cô đọc bài toán. Có bốn bạn đang chơi lò cò, thêm 10 bạn nữa chạy tới cùng chơi. Hỏi có tất cả bao nhiêu bạn chơi lò cò? Bài toán cho biết những gì? Bài toán cho biết có bốn bạn đang chơi lò cò, thêm 10 bạn nữa chạy tới cùng chơi. Các em dùng thước kẻ và bút chì kẻ một gạch ở phần bài toán cho biết. Bài toán hỏi gì? Bài toán hỏi có tất cả bao nhiêu bạn chơi lò cò? Các em kẻ một gạch ở câu hỏi. Bây giờ cô hướng dẫn em tập nói tóm tắt bài toán. Có bốn bạn, thêm 10 bạn. Có tất cả bao nhiêu bạn? Như vậy, ở bước 1, các em đã tìm hiểu bài toán rồi đấy. Bước 2, em tìm cách giải bài toán. Em chọn phép tính để tìm số bạn có tất cả. Có 4 bạn, thêm 10 bạn nữa sẽ tương ứng với thao tác nào? Tất hay gộp? Đúng rồi, thao tác gộp. Vậy thao tác gộp thì chọn phép tính nào? Các em trả lời. Phép tính cộng. Cô hướng dẫn các em minh họa trên sơ đồ tách gộp số. Trên sơ đồ đâu là tất cả? Vòng tròn màu gì? Vòng tròn màu đỏ. Ở bài này, tất cả là cái đã cho hay câu hỏi của bài toán? Đây là câu hỏi. Ta viết dấu chấm hỏi vào vòng tròn màu đỏ. Bài toán cho biết gì? Có 4 bạn, thêm 10 bạn. Viết vào vòng tròn màu xanh. Vậy, thao tác gộp, chúng ta chọn phép tính nào? Phép cộng. 4 cộng 10 bằng 14. Bước 3, em giải bài toán. Dựa vào đâu của bài toán để em viết câu lời giải? À, ta sẽ dựa vào câu hỏi của bài toán để viết câu lời giải. Cô mời các em đọc to lời giải bài toán. Em nào có câu lời giải, số bạn chơi lò cò có tất cả là? Hay có tất cả số bạn chơi lò cò là? Đều đúng cả. Các em đọc to phép tính. Phép tính đúng là 4 cộng 10 bằng 14. Vậy đơn vị tính của bài toán này là gì? Đơn vị tính là bạn. Chữ bạn các em viết trong dấu ngoặc đơn. Đáp số là 14 bạn. Cô mời các em trình bày bài toán vào vở.
Các em nhìn lên màn hình xem cách trình bày bài giải của cô. Bước 4, em kiểm tra lại. Ở bước 4, cô hướng dẫn các em kiểm tra những điều sau. Kết quả tìm được có phù hợp với câu hỏi của bài toán không? Tìm tất cả. Cách tính được lựa chọn có đúng không? Các thành phần của phép tính 4 cộng 10 có đúng với các số của bài toán không? Thực hiện phép tính 4 cộng 10 bằng 14 có đúng không? Cô mời các em kiểm tra lại. Để củng cố lại kiến thức đã học ngày hôm nay, em nêu lại có mấy bước giải toán có lời văn. Cô mời các em trả lời. Các em ghi nhớ nhé. Có 4 bước giải toán có lời văn. Bước 1, tìm hiểu bài toán. Bước 2, tìm cách giải bài toán. Bước 3, giải bài toán. Bước 4, kiểm tra lại. Tiết học toán đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt các em.